Tiếp theo thì chúng ta sẽ trao đổi thêm về một vài lệnh nữa ở trong phần email adjustment. Ví dụ như là lệnh vibrance. Thì về cơ bản thì khi mà chỉnh sửa màu thì chúng ta có thể là dùng cái hue saturation này. Đấy, ngoài cái việc là kéo cái hue là để thay đổi về tông màu. Đấy thì chúng ta sẽ dùng cái saturation để chúng ta làm cho màu nó trở nên rực lên. Đây là một cái cách mà điều chỉnh nó tương đối là dễ dàng và đạt cái hiệu quả thị giác tức thì. Chúng ta có thể là thấy nó màu sắc nó trở nên rực lên, nó đậm lên rất là nhanh và trông thì nó có thể là đạt cái hiệu quả rất là nhanh khi mà chúng ta sử dụng cái này. Tuy nhiên cái này thì nó sẽ có một cái yếu điểm của nó khi mà chúng ta điều chỉnh cái này. Ngoài cái việc là làm rực màu lên thì nó lại ít nhiều nó làm cho màu nó biến đổi cũng tương đối là mạnh. Đấy, nhất là ở những cái vùng da người cái gì đó thì nó các bạn sẽ thấy rằng là nó bị thay đổi, nó bị thay đổi hơi nhiều, đôi lúc là nó sẽ không ra được những cái màu da nữa, màu nó lên nó quá là ở cái saturation này, rồi thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác vỡ nào đó giữa các cái dạng hay vỡ ở những cái khu vực mà khi mà chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái ranh giới giữa các cái vùng thì bây giờ nó bị đẩy sáng lên hơi nhiều, nó tạo ra cái cảm giác vỡ khi mà chuyển từ vùng nọ sang vùng kia. Thì đấy là cái điểm mà không được hay lắm của cái lệnh hue saturation. Tuy nhiên là chúng ta có thể là sử dụng một cái lệnh khác để chúng ta thay thế, đó là chúng ta sử dụng email adjustment và chúng ta sử dụng vibrance này. Thì trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn thôi, nó chỉ có hai cái thanh trượt. Đó. Một là thanh trượt vibrance và cái thứ hai là cái thanh trượt saturation. Cách điều chỉnh của cái này thì nó sẽ làm cho cái tình trạng là nó bị thay đổi hoặc là nó gây ra cái dạng. Đấy. Nó sẽ giảm thiểu đi, nó không bị quá đà, nó không bị rực lên nó quá nhiều giống như là cái hue saturation nữa. Thì chúng ta chỉ cần là điều chỉnh cái vibrance này đấy và điều chỉnh saturation đấy. Nó có cái sự thay đổi, nó có cái sự đậm lên, màu rực lên, nhưng mà nếu mà so sánh với cái hue saturation thì cái này nó sẽ giữ cho cái sự biến đổi đó nó nằm ở trong cái ngưỡng mà chúng ta có thể là dễ chấp nhận hơn. Đấy. Nó không bị biến đổi đến cái mức độ mà giống như là con gà quay mà được bôi phẩm lên đấy, tức là bôi phẩm màu bôi màu học lên đấy, màu rực thì rực nhưng mà nhiều lúc là nó sẽ bị quá đà rất là nhiều, thì cái vibrance này nó sẽ giúp chúng ta hiệu chỉnh một cách là nó an toàn hơn, ít bị biến màu đến mức độ không thể nhận ra được nữa. Tất nhiên là trong một số trường hợp khác thì các bạn vẫn có thể sử dụng hue saturation được, tại vì là nó sẽ có những cái màu mà nó không đòi hỏi chúng ta là phải giữ ở cái mức độ là ít biến đó. Nhưng màu da người chẳng hạn, đó là một cái thứ mà chúng ta sẽ thấy là tương đối là rõ ràng, chúng ta biết khá rõ về cái đó. Nó quá thì đến mức độ là nó thì nó sẽ không còn ra được cái chất của da thịt nữa, mà nó thành ra một cái thứ khác. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta cảm thấy là hiệu chỉnh bằng hue saturation mà cảm thấy là nó quá đà, đấy thì có thể là chúng ta sẽ thử nghiệm bằng phương pháp là dùng vibrance. Ngoài cái này
thì chúng ta còn có một cái lệnh nữa, đó là cái lệnh shutdown và highlight. Shutdown highlight thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề gọi là hiệu chỉnh sâu hơn về những cái khu vực màu sáng hoặc màu quá sáng hoặc là vùng ảnh quá sáng hay quá tối ở trong một cái bức hình. Bây giờ chúng ta xem thử cái một cái bức ảnh như thế này nhé. Đấy, một cái bức hình như thế này thì chúng ta có thể là hiệu chỉnh bằng nhiều cách khác nhau, có thể là bằng layer, bằng curve như vừa nãy, hoặc chúng ta cũng có thể là sử dụng cái tùy chọn một cái lệnh, đó là lệnh shutdown và highlight. Đấy, thế thì trong cái cách hiệu chỉnh như thế này thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có phân chia ra một cái khu vực là shutdown, một khu vực là highlight và một cái phần nữa là adjustment. Đấy, trong đó thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ chúng ta hiệu chỉnh trong các vùng tối. Đấy, thì nó phân ra, trước đây là chúng ta sẽ chỉ có những cái lệnh như thế nào nhỉ? Nếu mà chúng ta nhìn lại các lệnh cụ thể trước đây, ví dụ như là adjustment brightness contrast chẳng hạn, tôi kéo cái con trượt sang bên này hoặc tôi kéo con trượt sang bên này là nó tăng sáng hay giảm sáng tổng quan trên cả cái bức ảnh. Nó không phân biệt là cái khu vực nào là khu vực tối hay khu vực sáng, mà nó lên sáng hoặc là lên tối trong toàn bộ cái bức hình. Đấy. Tuy nhiên là khi mà chúng ta làm việc với adjustment và chúng ta chọn cái lệnh là shutdown và highlight thì nó phân ra cho chúng ta những cái khu vực nó mang tính cụ thể hơn là chỉnh trong khu vực tối hoặc là chỉnh trong khu vực sáng. Thế nếu ví dụ như bây giờ tôi thấy là trong cái khu vực tối này tôi muốn kích nó lên chẳng hạn, đấy, thì tôi có thể là kéo cái con trượt đó và ra dạng. Thì nó sẽ tác động nhiều hơn, cụ thể hơn vào trong các khu vực mà được đánh giá là khu vực tối. Hoặc ngược lại, nếu mà tôi làm việc với các khu vực sáng chẳng hạn, thì bằng việc kéo những cái con trượt này thì nó chỉ tác động mạnh vào những khu vực mà được coi là sáng của bức ảnh thôi. Điều này thì sẽ giúp cho chúng ta là nó điều chỉnh một cách kỹ hơn, chi tiết hơn vào các vùng sáng hay vùng tối, thay vì là một cái hiệu chỉnh mà chung cho cả hai vùng. Như thế này thì chúng ta có thể là làm tốt hơn rất là nhiều nếu như chúng ta so sánh giữa cái bức hình mà chỉnh bằng shutdown highlight này so với cái bức hình mà chúng ta chỉnh bằng cái brightness contrast hoặc là các cái phương pháp khác. Đấy. Thế thì như vậy là chúng ta có thể là xử lý một cách kỹ hơn. Đấy, một cách kỹ hơn vào trong cái bức ảnh của chúng ta. Đấy, nếu như mà trong cái bức ảnh nó phân chia ra thành các cái khu vực có sáng tối nó tương đối là mạnh, đấy thì cái việc là can thiệp và cụ thể vào một vùng tối hay vào một vùng sáng thì chúng ta nên sử dụng cái shadow highlight này, thì chúng ta sẽ làm việc được tốt hơn so với lại một cái phương pháp hiệu chỉnh mà nó mang tính tổng hợp, tác động cả vào sáng cả vào tối như nhau, thì nó sẽ đỡ bị cái tình trạng là nó bị gay gắt. Đấy, tôi mà tình chỉnh sáng lên chẳng hạn thì ví dụ như là những cái vùng sáng này nó cũng sáng theo, nếu như trong trường hợp mà tôi sử dụng brightness contrast đấy, kích được cái tối lên thêm một tí thì cái sáng cũng lại bị chói theo, và ngược lại nếu mà tôi giảm đi thì cả cái thằng sáng cả thằng tối đều bị giảm theo. Tuy nhiên cái cách như thế này thì chúng ta sẽ giữ được cái mức độ thằng sáng không sáng lên thêm nữa, nhưng tôi lại kích được sáng ở trong cái phần tối lên được. Đấy, với cách như thế này thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh một cái ảnh mà nó bị ngược sáng rồi thì những cái khu vực mà tương phản nó quá lớn giữa sáng với tối chẳng hạn, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều và nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đấy. Và các bạn lưu ý thêm cho tôi một cái như thế này nhá, đó là các cái hộp thoại mà hiệu chỉnh ở Photoshop thì ngoài những cái nút OK để xác nhận này, cancel để hủy này, vân vân, thì các bạn còn có thêm những cái trường như là save hoặc load. Đấy,
Thì cái này để làm gì? Cái này là để các bạn lưu lại một cái quá trình chỉnh sửa của mình trở thành một dạng preset, một cái dạng một cái dạng tài nguyên ở trong Photoshop. Thì cái này nó sẽ giúp các bạn giải quyết cái gì? Ví dụ trong một cái điều kiện cụ thể, ở trong một cái điều kiện thời tiết cụ thể, ví dụ trời nắng gay gắt này, hay là trời sầm sì này, hoặc là trong một cái tình trạng là các bạn chụp mà non tay nghề, hiệu chỉnh những cái màn chập hoặc là những cái sáng tối của máy ảnh nó chưa được chuẩn và mắc những cái lỗi rất giống nhau, thì thay vì là mỗi một lần các bạn ngồi chỉnh sửa một cái bức ảnh nào đó thủ công, sau đó lại hiệu chỉnh một bức ảnh khác, thì bây giờ các bạn có thể là lưu lại các tham số. Sau khi các bạn chọn một cái ảnh các bạn chỉnh, thì nếu như mà cái điều kiện thời tiết giống nhau hoặc là những cái lỗi khi mà thiết lập chế độ chụp giống nhau, thì các bạn có thể lưu nó lại. Đấy, save, lưu nó lại thành một cái gì đó. Đó, ví dụ như là tôi lưu nó lại thành một cái chế độ như thế này. Thế thì sau đó tôi có thể gọi nó ra và tôi làm một cái thao tác hiệu chỉnh cũng giống như vậy mà không cần phải tính toán nhiều. Đây, ví dụ cái ảnh này cũng là một cái ảnh mà nó cũng thuộc dạng cũng ngược sáng đó, và tôi cũng cần hiệu chỉnh làm sao cho cái mặt mũi hoặc là những cái khu vực như thế này nó tốt lên. Thì thay vì việc là mình lại phải chỉnh lý nó giống như vừa nãy, thì bây giờ tôi có thể là xử lý là gì đây, tôi chọn cái lệnh lốt này và tôi lấy cái chính cái tham số mà đã lưu lần trước đó, của cái ảnh trước đấy, ví dụ dùng chính cái thiết lập của cái ảnh trước dán cho cái ảnh sau. Nếu như nó được chụp trong cùng một buổi với một cái không gian, thời gian và các cái môi trường ánh sáng hoặc là những cái lỗi thừa sáng thừa tối nó tương đối giống nhau ấy, thì các bạn có thể là hiệu chỉnh hàng loạt bằng cách là sử dụng những cái preset đã lưu của mình áp dụng cho cả một loạt ảnh, thay vì là cứ mỗi một lần như thế này là cứ phải ngồi kéo các con trượt, thì nó sẽ làm tăng tốc độ lên. Tất nhiên hoàn hảo nhất là gì? Hoàn hảo nhất là từng cái ảnh một chúng ta điều chỉnh, tại vì thực ra thì mỗi một cái ảnh thì nó đều có một cái đặc điểm riêng của nó đó. Nó sẽ có màu này nhiều hơn màu kia ít hơn, bố cục cửa dọc hay bố cục ngang, sáng tối có thể là nó sẽ cũng khác biệt nhau ít nhiều. Nhưng nếu như trong một cái điều kiện mà mình cần hiệu chỉnh gấp một cái gì đó với một loạt những cái ảnh mà nó cùng vấp phải một cái sai sót về mặt ánh sáng, về mặt bố cục và sáng tối giống nhau, thì cách đấy là một cách tương đối nhanh để giúp chúng ta hiệu chỉnh mà không mất quá nhiều thời gian. Thì đấy là lệnh shutdown highlight thì nó sẽ giúp cho chúng ta là hiệu chỉnh sâu hơn vào một khu vực tối hoặc vào một cái khu vực sáng. Thế đấy là những cái lệnh mà tương đối là cơ bản để mà chúng ta hiệu chỉnh sáng tối rồi tông màu cho những cái bức ảnh ở trong Photoshop. Thì bây giờ các bạn lại tiếp tục thử nghiệm thử một chút với lại cái lệnh đó. Sau đó thì tôi sẽ giới thiệu nhanh một hai cái phần bộ lọc